Tô Đại thất bại ê chề tại Campuchia bởi miếng gân gà Trung Quốc bày sẵn. Trái với kỳ vọng của giới quan sát, chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên của Tô Chủ tịch đến Lào và Campuchia đã kết thúc không kèn không trống. Dẫu rằng Tô Lâm từng được đánh giá là một nhân vật có khả năng đối ngoại tương đối tốt, nhưng với kết quả của chuyến công du vừa kể cho thấy vai trò của Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước với nhiệm vụ đối ngoại đã không thành công, ít nhất trong phạm vi khu vực ASEAN. Trước, trong và sau chuyến công du đến Lào và Campuchia từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7, theo giới quan sát, truyền thông nhà nước Việt Nam cũng hạn chế đưa tin. Đặc biệt, những thông tin liên quan đến các hoạt động của Chủ tịch Tô Lâm tại thủ đô Phnom Penh được đưa tin rất ít ỏi, mang nặng tính sự kiện. Trong lúc vấn đề tranh cãi giữa Việt Nam và Campuchia với quan điểm bất đồng xung đột về mặt lợi ích kinh tế cũng như chiến lược, đó là dự án kênh đảo Funan Thách Hồ. Theo dự kiến, phía Campuchia sẽ động thổ xây dựng con kênh đảo này vào ngày 5 tháng 8 tới đây. Đây là một kế hoạch mang tính khiêu khích của ông Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện và con trai ông Thủ tướng Hun Sen Magnet, đã khiến lãnh đạo Việt Nam trong thời gian gần đây hết sức lung túng và bị động. Được biết, dự án kênh đảo Funan Thách Hồ do Trung Quốc đầu tư xây dựng theo phương thức hợp đồng BOT, tức là xây dựng, vận hành và chuyển giao. Kênh đảo này dự kiến dài 180 km, nối từ dòng chính của sông Mekong, rồi sau đó đổ ra vịnh Thái Lan ở phía tây nam Campuchia. Đây là một dự án do nhà đầu tư Trung Quốc với số vốn ước chừng khoảng 1,7 tỷ đô la, thuộc khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc vươn ra khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, một công ty Trung Quốc sẽ thiết kế, đồng thời xây dựng kênh đảo này, rồi quản lý nó trong thời gian 50 năm. Sau thời hạn 50 năm, công ty Trung Quốc sẽ chuyển giao quyền quản lý và khai thác lại cho nhà nước Campuchia. Giới chuyên gia đưa ra các cảnh báo nguy hiểm của dự án này đối với chủ quyền của Việt Nam. Theo đó, trong trường hợp xấu nhất, kênh đảo này không chỉ sử dụng cho mục đích dân sự, mà còn cho mục đích quốc phòng và quân sự. Tàu chiến của Trung Quốc từ căn cứ Hải quân Riem có thể ngược dòng kênh đảo này vào sâu trong nội địa Campuchia, lên đến gần biên giới với Lào. Mặt khác, dự án này khi triển khai sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở khu vực phía tây đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 20 triệu người dân Việt Nam ở miền Tây Nam Bộ. Họ sẽ thêm phần khốn khó. Tuy nhiên, một điều đáng thất vọng, theo các hãng tin quốc tế đưa tin, khi gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, thì Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã hoàn toàn không đả động gì về vấn đề kênh đảo Funan Thách Hồ. Đây là điều trái ngược với dự kiến của giới quan sát trong nước và quốc tế trước đó vẫn hy vọng rằng Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có những giải pháp phù hợp để dung hòa quyền lợi của hai nước Việt Nam và Campuchia liên quan đến dự án kênh đảo Funan Thách Hồ. Theo giới phân tích, hơn ai hết, Chủ tịch nước Tô Lâm hiểu rõ kế hoạch dự án kênh đảo Funan Thách Hồ là do Trung Quốc đạo diễn với mục đích gây sức ép lên ban lãnh đạo Việt Nam. Tại thủ đô Phnom Penh, bất chấp những tuyên bố được cho là hết sức hòa mỹ của chính quyền Hun Manet ca ngợi tình hữu nghị anh em Việt Nam Campuchia, nhưng Tô Lâm đã nhận ra dự án này là một chiếc gân gà khó nuốt mà ban lãnh đạo Bắc Kinh dành cho ông. Do vậy, dẫu có thuyết phục đến đâu đối với lãnh đạo Campuchia thì cũng hoàn toàn vô tác dụng. Đó là lý do vì sao chuyến thăm quan trọng của tân chủ tịch nước Việt Nam đã kết thúc mà không công bố tuyên bố chung giữa Việt Nam và Lào, cũng như tuyên bố chung giữa Việt Nam và Campuchia. Đây là một thất bại ê chề của Chủ tịch Tô Lâm trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm thất bại ê chề tại Campuchia bởi miếng gân gà Trung Quốc bày sẵn. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Nhóm lợi ích Bộ Công an bắt đầu tiếp thu chiến quả từ phe Nghệ Tĩnh. Tổng Trọng cầm quyền từ năm 2011 đến nay đã gần 13 năm. Kể từ sau đại hội lần thứ 12 vào năm 2016 với sự ủng hộ của ban lãnh đạo Bắc Kinh, Tổng Trọng trở thành một lãnh đạo có quyền lực bao trùm trong đảng. Theo giới quan sát, từ sau đại hội đảng lần thứ 12,
Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ là cây bóng của ông Tổng Bí Thư. Để đạt được kết quả như vậy, không thể không kể tới sự đóng góp đáng kể của Bộ trưởng Bộ Công an là ông Đại tướng Tô Lâm trong thời gian 8 năm kể từ sau đại hội lần thứ 12 cho đến nay. Trong một thời gian dài, ông Tô Lâm đã được Tổng Trọng hết sức trọng dụng. Đồng thời, ông Trọng cũng sử dụng vai trò điều tra khởi tố của Bộ Công an trong công cuộc đốt lò khắp nơi. Tổng Trọng đã sử dụng Tô Lâm như một công cụ để loại bỏ bất cứ cá nhân nào không ủng hộ hay tỏ ra chống đối cá nhân ông Tổng, mà thực chất đó chỉ là phương tiện để thanh trừng phe phái. Nhưng kết quả của công cuộc đốt lò của ông Trọng đã không đạt được kết quả như kỳ vọng ban đầu. Công cuộc chống tham nhũng của sau gần 8 năm, kể từ đại hội lần thứ 12 cho đến nay, kết quả cho thấy càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng gia tăng như nấm mọc sau mưa, từ xã, huyện, tỉnh lên tới tận trung ương. Kể từ đầu năm 2024 cho đến nay, với một danh sách gồm 7 ủy viên Bộ Chính trị bị cho thôi chức hoặc miễn nhiệm, trong đó nhiều ứng viên tiềm năng của danh sách nhân sự chủ chốt cho đại hội lần thứ 14. Hơn thế nữa, một tình trạng kéo bè kết cánh trong đảng là chủ trương có thật, đây là điều vô tiền khoáng hậu trong lịch sử 80 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh vốn là bệ đỡ, đồng thời là lực lượng ủng hộ tuyệt đối cho Tổng Trọng, được ưu ái quá sớm và quá nhiều trong việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo, với số lượng ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị chiếm tỷ lệ quá lớn. Đó là chưa kể đến tình trạng chiếc ghế Bộ trưởng trong Chính phủ hay trưởng các ban quan trọng của Đảng cũng được giao chọn cho phe cánh này nắm giữ và quản lý. Sau ngược lại với lãnh đạo phe Nghệ An, Hà Tĩnh khi vi phạm kỷ luật, dính dáng đến tham nhũng thì lại không bị xử lý hay xử lý rất qua loa, chiếu lệ, khiến cho công luận bất bình. Do vậy, dẫu biết rằng việc ông Tô Lâm tiến hành cái gọi là tạo phản trong nội bộ của Đảng để tái thiết lập một chế độ công an trị sắt máu hơn, nhưng một bộ phận không nhỏ dân chúng thì vẫn hy vọng và coi đây là hành động cần thiết để tạo ra những bước chuyển động mới giúp cho chính trị Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng và bế tắc. Tuy nhiên, trước và trong chuyến thăm Lào và Campuchia của Chủ tịch nước, việc Bộ Công an cho khởi tố bắt tạm giam đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân với các buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để mà trục lợi, theo Điều 358 Bộ Luật Hình sự, đã cho thấy Tô Lâm vẫn tiếp tục chủ trương triệt hạ những tiếng nói đối lập, phản biện, dám thách thức các nhóm lợi ích của Đảng, cả trong và ngoài Quốc hội. Ngược lại, giới quan sát bất ngờ với việc Tô Chủ tịch chịu bỏ thời gian quý giá để mà sâu diễn trong việc đích thân lái xe đưa Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Lào Thông Luân dạo một vòng trước tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Viên Chăn. Hành động này nhằm quảng cáo cho sản phẩm xe ô tô điện của ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Rõ ràng, ngài Chủ tịch nước không quên nhóm lợi ích của chính mình. Truyền thông nhà nước vào hôm 13 tháng 7 cho biết Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhome Vũng Áng, Hà Tĩnh. Dự kiến dự án này sẽ hoàn tất trước quý 4 năm 2030 và có thời hạn hoạt động 70 năm. Vinhome có tỷ lệ sở hữu 69,3% trong tổng số vốn 13.200 tỷ đồng của dự án này. Được biết, tại Vũng Áng, Vingroup đã kết hợp với Trung Quốc xây dựng một nhà máy pin xe điện với diện tích gần 13 ha vào cuối năm 2021 và bắt đầu cung cấp những sản phẩm đầu tiên cho mẫu xe điện VinFast 6 từ giữa năm 2023. Ngoài ra, Vingroup cũng muốn đầu tư vào dự án cảng biển Logistics với vốn 40.000 tỷ đồng và khu du lịch nghỉ dưỡng Kỳ Ninh tại Vũng Áng. Những điều vừa kể trên có thể thấy mục đích cao nhất của Chủ tịch nước Tô Lâm và nhóm lợi ích của Bộ Công an cũng chỉ là miếng bánh mà họ giành được từ phe Nghệ Tĩnh mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin nhóm lợi ích Bộ Công an bắt đầu tiếp thu chiến quả từ phe Nghệ Tĩnh. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de